Vụ tai nạn thảm khốc tại Đắk Nông, nạn nhân kể lại giây phút kinh hoàng. Ngoài 5 người tử nạn, 5 nạn nhân khác trong vụ tai nạn thảm khốc đều bị đa chấn thương, trong đó một trường hợp nguy kịch đang được các bác sĩ tích cực cứu chữa. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Đắk Miêu, tỉnh Đắk Nông, khiến 5 người chết và 5 người bị thương. Hiện các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk đang tích cực cứu chữa cho các nạn nhân bị thương. Theo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, khoảng 8 giờ sáng nay, ngày 13 tháng 6, bệnh viện tiếp nhận 7 nạn nhân từ vụ tai nạn thảm khốc. Tuy nhiên, có 2 nạn nhân bị thương quá nặng đã tử vong, còn 5 người đang được các bác sĩ tích cực chữa trị. Tất cả 5 nạn nhân đều bị đa chấn thương nặng, trong đó có một người đang trong tình trạng nguy kịch. Cụ thể, 5 nạn nhân bị thương được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bao gồm La Thị Thái, nữ, 55 tuổi, Lê Thị Hồng Phượng, nữ, 34 tuổi, Nông Thị Tình, nữ, 49 tuổi, Trương Thị Tuyết Phương, nữ, 57 tuổi, Huỳnh Thị Thu, nữ. Bệnh viện hiện đang được tích cực cứu chữa những người này. 5 nạn nhân tử vong gồm Lương Thị Công, sinh năm 1973, Lê Thị Thoan, sinh năm 1976, Nguyễn Thị Diệu Huệ, sinh năm 1972, trú tại xã Đắk Rờ, La, Biên Thị Toan, sinh năm 1973, trú tại thôn 4, xã Đắk Rờ, La, và một phụ nữ chưa xác định danh tính khoảng 60 tuổi, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Chị Lê Thị Hồng Phượng vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì đã xảy ra. Chị cho biết vào sáng nay, như thường lệ chị bán bánh mì tại chợ 312. Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, trong lúc chị đang bán hàng thì chiếc xe tải lao như tên bắn vào chỗ chị bị cuốn vào gầm xe và bất tỉnh. Khi mở mắt ra, đã thấy mình nằm tại bệnh viện. Hiện cơ thể tôi đau buốt toàn thân và rất buồn nôn. Nó diễn ra trong tích tắc. Tôi cùng nhiều người không kịp phản ứng gì, chị Phượng nói. Hiện trường vụ tai nạn. Còn ông Nguyễn Thành Bảo, một nhân chứng cho biết, khi vừa vào đầu khu vực chợ, chiếc xe tải gây tai nạn chạy với tốc độ cao, có biểu hiện bất thắng. Chiếc xe tải lao vùng vụt liên tiếp tông vào hai chiếc xe tải chạy cùng chiều. Xe tải liên tiếp tông mạnh vào các xe lưu thông cùng chiều, nhưng không hiểu sao tốc độ vẫn cao. Khi đã chạy cách hiện trường vụ tai nạn cả 1 km, xe tải này mới lao vào lề đường lật nghiêng. Kinh khủng quá, ông Bảo chưa hết bàng hoàng kể lại. Có mặt tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, ông Nguyễn Bốn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, đã thăm hỏi, chia sẻ sự mất mát đối với gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn. Trước mắt, tỉnh Đắk Nông hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 2 triệu đồng, nạn nhân bị thương 1 triệu đồng và sẽ có những hỗ trợ tiếp theo để người nhà các nạn nhân tử vong lo hậu sự và các nạn nhân bị thương yên tâm chữa trị. Đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng tại chỗ của huyện Đắk Miêu tổ chức đưa người đi cấp cứu, điều tra nguyên nhân gây tai nạn và xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Ông Bốn cho biết thêm, như báo Người Lao Động đã phản ánh, vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua chợ 312, xã Đắk Rờ, La, huyện Đắk Miêu, tỉnh Đắk Nông, xảy ra vào sáng sớm cùng ngày. Theo ghi nhận của phóng viên báo Người Lao Động tại hiện trường, lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ ngày 13 tháng 6, chiếc xe tải mang BKS 69C05159 lưu thông hướng Đắk Nông Đắk Lắk. Khi đến khu vực chợ 312, chiếc xe tải nghi bất thắng tông vào chiếc xe container lưu thông cùng chiều. Tiếp đó, xe tải này chạy thêm hàng trăm mét tông vào hai chiếc xe tải lưu thông cùng chiều. Hai chiếc xe tải bị tông đã lao vào chợ, cán nhiều người và hàng loạt xe máy. Riêng chiếc xe tải gây tai nạn đã chạy thêm gần 1 km rồi lao xuống vực lật nghiêng. Clip ghi lại khoảnh khắc tai nạn, một em học sinh thoát chết trong gang tấc.